Chào mừng mọi người đến với kênh nha. Hôm nay mình ra mình quay cho mọi người xem. Thì đây là cái bãi hoa cúc của mình này. Để mà mình sẽ làm một dàn mướp ở đây. Rồi mé bên đây là mình sẽ trồng một hàng bầu. Thì nói chung là mình tận dụng thôi. Cái đất mình nó rất là xấu cho nên mình chỉ cái đó là trồng rau không có được đâu nha. Tại sỏi đá không à. Trước kia mình làm một một lớp đất đá lên à. Cho nên là nó không có đất thịt cho nên trồng rau nó hơi khổ mà mọi người có thấy không? Cỏ rất là nhiều. Nên mình này thì mình không muốn xịt thuốc cỏ hay lưu dẫn nào. Nó hư đất với ai nó mình gần nhà nó ảnh hưởng. Thôi thì cứ mình đào một cái hố đây để mình trồng bầu. Rồi mọi người xem mình làm như thế nào nha mọi người. Đây mình cuốc lên mình tung vôi mình băm sơ rồi mình đỡ 3 ngày cũng hại đất tí xíu rồi đây mình mới bỏ phân dơ vô để mình đảo lên, tuy nhiên không cần bỏ nhiều đâu nha mọi người, mình theo cách mình đặt bỏ ít phân chua ở sau này.
xem là ví dụ như mật lái nó nhiều không, để người ta mình đổi lại những món khác bỏ họ mình đổ làm món khác. Đúng ra nó làm cạnh tranh thì nó làm nhiều lắm, mình làm còn nhỏ lắm. Đây là giống này, giống đây thì cũng có ngâm nước 30 phút thì một sôi hai lạnh, có nghĩa là nước là vừa ấm 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 rồi cho giống cho nó nhanh cũng mà sớm ra. Còn ủ thì cũng được thôi, giống mà mình có cần ủ mình đưa xuống dưới đây rồi, tại vì mình ở thời điểm này thì nó không phải là mùa mưa mùa nắng thì nó ấm ấm chắc nó cũng lên nhanh rồi. Như là hạt giống này nó không chất lượng lắm, hạt giống này thì họ đã ẩm nên cũng sợ một cái sâu rồi gì vậy. Bây giờ mình biết là không thì có 30 đi ha, 30 mình 30 phân ạ. Rồi mình không tưới đậm đâu, ngày mình tưới là đi mình nó cảm thấy nó khô quá thì cho mình một like, hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người. Chào tất cả mọi người luôn mạnh khỏe nha.